Kênh YouTube Bán Nhà Chính Chủ quận 7 hôm nay giới thiệu đến các anh chị các bạn căn nhà tại hẻm 1831 Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè nha anh chị. Nhà mình hẻm trước nhà được 3m nha anh chị. Đó, đây mình quay cái nhà mình được một trệt lầu nha anh chị. Đó, nhà mình ở hẻm 1831 Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Anh chị xem kênh chị đăng ký ủng hộ giúp mình nha. Đây mình quay trước đường cho anh chị xem, xong rồi mình vô bên trong mình xem bên trong nhà mình nha anh chị. Đây hẻm nhà mình là trước đường là được 3m nha anh chị. Ở ngoài thì mình đi vô cũng được hai mấy ba mét, nói chung là hẻm này là xe ba gác chạy vô tư nha anh chị, khu này khu dân cư hiện hữu nha anh chị. Nhà mình là diện tích là ngang 4m, dài 38m mà công nhận trong sổ là 27m nha anh chị. Nhà mình một trệt một lầu đó nha anh chị, nhà mình là khá rộng rãi luôn. Đây mình đưa anh chị vào bên trong để mình xem bên trong căn nhà của mình. Nhà mình hướng nam nha anh chị. À, trước nó có cái sân nè, tại chủ nhà không có cắt cái cây này lại gì, anh chị thấy nó âm tùm, với cắt cái cây này lại rất đẹp nha anh chị. Đó, trước là cái sân rất rộng luôn, này mình về mình có gia đình mà đông người mình mở tiệc mà tiết rồi là vô tư luôn nha anh chị. Nhà mình là diện tích là ngang 4m, dài 31m, 38m chứ, công nhận là trong sổ là 27m nha anh chị. Đó, nhà một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 4 vệ sinh nha anh chị. Đó, đây là một vệ sinh từng trệt nhà mình nha anh chị. Đó, đây phòng nhà mình là phòng lớn hết nha anh chị, đây là phòng lớn hết luôn. Đó, anh chị xem, anh chị nào mà thích thì alo cho mình đi qua để mình xem nhà nha anh chị. Đây mình ở sau nhà mình đây. Không gian bếp mình là quá rộng nha anh chị. Đó, nhà mình là nhà mới nha anh chị, mua về là ở liền luôn nha anh chị. Nhà mới mua về ở liền luôn. Đó, nhà mua bán chính chủ nha anh chị, hoàn công đầy đủ nha anh chị. Đó, đây là sổ hồng của nhà mình nha anh chị. Đó, sổ hồng photo. À, đây là ngang 4 nè, dài công nhận là ngang 4, dài 38m nhưng mà công nhận trong sổ là 27m nha chị. Diện tích công nhận của mình là 108m2 nha anh chị. Đó, diện tích trong sổ mình là 108m2. Ở sau mình còn cái này là mình chưa có công nhận trong sổ nha anh chị. Ở đây ra đó là 11m đó nha anh chị. Đó, cái khúc này là ra đó là còn 11m nữa là mình chưa có công nhận lên sổ nha anh chị, tại vì mình chưa có nhập sổ vô. Đó. Nhà mình là khu dân cư hiện hữu nha anh chị. Đây, mình mời anh chị lên lầu 1 để mình xem trên lầu 1 nhà mình nha anh chị. À, nhà mình là diện tích là ngang 4, dài 38m, công nhận trong sổ là 27m, còn 11m ở sau là mình chưa có cộng vô trong sổ nha anh chị. À, đây mình mời anh chị lên lầu 1 nha anh chị. Cái cầu thang nhà mình là khá rộng rãi luôn nha anh chị, cầu thang nhà mình là 1m2 luôn á, rộng rãi lắm. Nhà mình là hẻm là 1831 Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè nha anh chị. Đó, chủ nhà muốn bán giá là 4,6 tỷ còn thương lượng nha anh chị. Đó, nhà vệ sinh mình là quá rộng rãi luôn, diện tích nhà mình quá đẹp. Đây là phần trước nhà mình. Nhà mình là hướng nam nha anh chị. Đây trước nhà mình có ban công nè. Đó, nhà mình một trệt lầu, nó có ban công nè, anh thấy thấy không? Đây là khu dân cư hiện hữu, quá đẹp đẽ luôn, giá là 4,6 tỷ, diện tích nó quá khủng luôn. Đó, đây mình mời anh chị ra sao. Đây là một vệ sinh thấy không. Ừ, đây là phòng lớn luôn. Nhà mình có diện tích là ngang 4, dài 38m, công nhận trong sổ là 4, dài 27m nha chị. Diện tích công nhận trong sổ là 108m, ở sau mình còn 11m là mình chưa có cộng vô nha anh chị. Đó, nhà mình là 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh nha anh chị. Đó, đây cái vệ sinh ở trên nhà mình. Đó, trên lầu 1. Đó, chủ nhà muốn bán cái giá là 4,6 tỷ còn thương lượng nha anh chị. Đó, cái khúc này ở sau nhà mình nè. Đó, mình chưa có ấy, mình về mình xây lên. Đó, mình khu vực dân cư hiện hữu.
Mình xin kính chào các anh chị nha. Anh chị xem kênh, anh chị đi xem nhà, anh chị liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0913781712. Mình sẵn sàng sẽ đưa anh chị qua để mình xem nhà nha anh chị. Anh chị thấy hay, anh chị đăng ký ủng hộ cho mình nha. Rồi mình xin kính chào các anh chị nha.